bạn đến với kênh YouTube của Hiền Trần TC. Hôm nay mình rất vui được ông anh quay review trong căn nhà diện tích 47 hướng Bắc ở vị trí đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp, gần công viên Làng Hoa. Và các bạn theo chân mình đến vào tham quan trong ngôi nhà nhé. Khi từ xa là đến căn nhà là hẻm cuối, nên là được diện tích rất là rộng. Với diện tích là 47, diện tích xây dựng là một chẹt lửng, ba lầu, lên thượng. Đi sâu trong căn nhà. Nhà trước, sân trước là mái hè yên. Cửa chính là từ nhà tôi bằng cửa gỗ cắm xe chắc chắn. Đây là tầng lửng của phần trần thạch cao trên. Cái cầu thang đổ rích rác rất là nhìn nhà rất là chắc chắn nha. Phần tủ kệ rượu là được làm bằng gỗ sồi, cực kỳ đẹp. Đó. Đến với gian bếp. Bếp là tất cả thiết kế bằng gỗ sồi hết. Okay. Cực kỳ đẹp luôn. Đây là phần bên sau. Giếng trời. Ta sẽ đi lên phần căn nhà. Thang là bằng đá hoa cương, rất chắc chắn. Tay vị kiếm cường lực. Đây là căn nhà. Đây thì phần lửng ta sẽ nhìn ra phần phòng khách. Đó. Trước nhà khách rộng rãi, thích hợp ai có xe hơi để cũng ok. Ta có cái phòng lửng này thì ta có thể làm hai việc. Một là ta có thể làm phòng khách. Nếu mà nhà có xe hơi thì ta sẽ là tận dụng cái phòng lửng này để làm phòng khách. Còn nếu không xe hơi thì ta có thể làm phòng ngủ. Vì chủ đầu tư đã thiết kế cho sẵn một cái máy lạnh ở đây. Đấy, thì khi mua về ta sẽ lắp máy lạnh rồi. Đây là phần ban công này. Có thể đi ra ban công này vô tư. Vừa tạo thoáng lại vừa đi lại được. Rất yên tâm. Tạo ra không gian rộng rãi nhiều. Rồi sau khi lên lửng thì ta sẽ lên trên này. Tiếp lầu nữa. Đây là phòng khách, phòng ngủ đầu, ngủ một đây. Đó, kệ tủ rất là đẹp. Tủ quần áo, tường dán giấy trang trí. Cực kỳ đẹp ha. Ngăn trên thì mình để được mùng mền khi không dùng tới. Có một cái tủ này để đựng đồ linh tinh. Kệ tivi. Này ra đằng trước. Ban công. Đây sang phòng nào, phòng ngủ 2. Đây là nhà vệ sinh. Vệ sinh rất đẹp nha, được làm ngoánh này. Khi mà mình tận dụng cái ngoánh bên đây thì mình làm phòng, làm tủ quần áo, còn bên đây thì mình sẽ được một cái chậu rửa. Phòng tắm riêng có ngăn kiêng cường lực. Đây là thuyền sen tắm này, tắm cực kỳ đã luôn.
Tôi đi sang phòng hết phòng nhất thì ta sang phòng thứ hai. Phòng thứ hai cũng được bố trí giống như phòng một, cũng tủ tivi, kệ, tủ quần áo, đèn trang trí. Và ra phần toilet cũng kệ ngoánh, cửa quạt hút thông khí. Chung là để trang bị tiện nghi. Đây là ban công và phần giếng trời. Đó, anh chờ lên trên. Bị đẹp nè. Rồi, tôi sẽ lên phòng ngủ lầu trên. Lầu trên. Và đây là phòng ngủ thứ ba. Lầu trước cũng được thiết kế giống như bên lầu dưới. Sàn được lót bằng gạch giả gỗ, rất là thân thiện, mát. Kia là đèn led nhưng mà do mình máy quay thì nó sẽ bị chớp chớp, nó không được thực mắt nhìn. Cửa sổ đó, rất là mát nha. Đó, ở đây mình sẽ nhìn ra được toàn cảnh nha. Wow. Đó, chủ nhà rất chu đáo, trồng ít hoa đây. Toilet cũng bố trí như bên dưới luôn. Rồi sang phòng ngủ thứ 4. Ok. Bức tranh thì rất là đẹp, hợp mắt. Chung là các bạn chỉ về à thôi, không phải sắm sửa gì nữa. Chỉ có là trang trí thêm tivi, đồ dùng cần thiết. Rồi, ta tiếp tục lên bốn phòng ngủ thì ta lên tiếp lên lầu trên. Đây là phần gọi là trường khu, thì mình ra đằng sau mình sẽ có phần sân phơi. Đó, phần sân phơi này rất là ok ha. Đây, thì chủ nhà có để cái góc này thì mình sẽ để cái máy giặt ở đây, máy giặt, máy sấy gì đó thì mình để đây, để gọi là phòng giặt. Đó, sân phơi, chủ nhà có hàn lưới sắt trên thì mình về thì sẽ lập tôn sáng hay gì đó tùy để phơi quần áo khỏi bị bay. Đó. Đứng ở đây là mình sẽ nhìn ra được massage rom. Đây kia là đường đây là phần hỗ giếng trời được kiến cường lực rất chắc chắn. Rồi nhìn ra phía trước đây con phòng thờ, phòng này thì thích hợp để dùng cho mình thờ, ví dụ như đạo Phật hoặc đạo Thiên Chúa gì đó thì sẽ thờ ở đây. Đó, chủ nhà làm cũng rất là thiết hợp. Đó, công suất đó. Đây là kiến cường lực nha. Thì mình ngồi đây là mình thư giãn, nó có thể làm phòng tập thể dục cho những người buổi sáng. Mình ra đằng trước. Đằng trước rất ok ha. Đó, đây là mình trên mình nhìn xuống. Nha. Đó. Đường rất rộng nha, xe hơi vào tận nhà luôn. Vị trí thoáng mát. Nhà này hướng Bắc nên là chắc rất thích hợp cho những người có tuổi xem hợp hướng Bắc là ok lắm. Nhà ở thì ở thì nhất rồi. Rồi, ta sẽ đi từ trên xuống dưới. Lại phòng thờ hoặc phòng tập thể dục.
ban công, phần phơi đồ để máy giặt ở xuống dưới. Đó, cực kỳ đẹp luôn, cầu thang rất là chắc chắn. Tay vịn gỗ kiếng cường lực dày nha, kiếng cường lực dày cả 10 ly ạ, chắc chắn là đảm bảo. Đi xuống. Đó, đây là phòng ngủ thứ tư. Bây giờ qua. Rồi, sau khi phòng thứ tư qua thì ta về phòng ngủ số 3. Ok, toilet. Rồi. Hành lang. Rồi ta phải đi xuống. Ta lại có phòng ngủ số 2. Okay. Đi sang phòng ngủ số 1. Nội thất rất là chi tiết, chắc chắn. Tất cả là làm cánh cửa là gỗ sồi hết, tạo ra sự sang trọng của nhà. Rồi, tôi đi xuống tầng lửng. Đó, nhà rất là chu đáo, đã làm cho những kệ như này để mình để đồ. Vậy là ngôi nhà mình đang có là có được 4 phòng ngủ. Với nhu cầu nữa thì ta có thể làm thêm được phòng này, phòng lớn nữa thành phòng ngủ nữa thì sẽ là gọi là 5 phòng ngủ, rất là ok ha. Đó, còn nếu không thì ta sẽ làm phòng khách. Thì bên dưới ta có một cái phòng khách như này rồi thì mình có thể mình để xe hơi. Ok, giờ ta phải đi xuống dưới phần bếp. Tủ để đựng rượu ha. Bếp. Đó, tổng thể mình nha. Chào các bạn. Các bạn vừa theo chân mình tham quan ngôi nhà diện tích 4/17 ở vị trí rất là đẹp nhé, ở đường số 11 phường 11 quận Gò Vấp. Thì ngôi nhà này có vị trí ở gần công viên làng Hoa, là gọi là đường Cây Trâm, bây giờ đổi thành đường Nguyễn Văn Khối, và gần chùa Nghệ Sĩ. Đấy. Cách đường Lê Văn Thọ vào khoảng 100 m, vị trí rất là đẹp. Thì các bạn muốn chi tiết về ngôi nhà hơn hoặc là muốn tham quan thực tế và giá bán như thế nào thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0917 774 119. Vâng, Hiền Trần TC xin được dắt các bạn tới coi và có giá đẹp cho nhất là mấy anh bên cỏ. Thì ngôi nhà này của ông Anh không có gửi bán nên là được cái giá rất là hữu nghị để người nào mua thực sự mua để ở. Cái hướng nhà này hướng bắc thì chắc là sẽ hợp cho nhiều người có phong thủy, quay phong thủy hợp tuổi, hợp hướng. Đây, hướng bắc, diện tích 4/17, vị trí phường 11 quận Gò Vấp, gần công viên làng Hoa. Đó. Để các bạn tham quan trong ngôi nhà xíu. Đó, hồi nãy có tham quan đó. Đó. Ok ha. Đó. Đó. Đó, mình có quay sơ thôi thì nhà này có được 4 phòng ngủ và 5 toilet. Đó. Thì có một phòng ngủ nữa là cái lửng ấy, thì mình có thể làm phòng khách hoặc có thể làm phòng ngủ thì nó sẽ là 5 phòng ngủ nên là rất là ok. Rồi. Cảm ơn các bạn đã quay clip của mình. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ cho người khác để coi.
để được mua được cái nhà đẹp theo xây tổ ấm. Người ta nói là an cư lạc nghiệp, được ngôi nhà đẹp như này thì không ai không muốn cả. Để biết thêm chi tiết về nhà hoặc là giá bán, thể liên hệ mình qua số 0917 74 119. Nhân Trần TC xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã coi clip của mình. Xin chào, hẹn tại gọi lại.